Tomato Việt Nam tự hào là nhà sản xuất và phân phối kem, sữa chua trân châu, sữa chua dẻo, bột làm kem tươi chuyên cho ngành F&B hàng đầu Việt Nam. Đến với chúng tôi, các chủ quán cà phê, trà sữa, trà chanh, chủ các nhà hàng sẽ được cung cấp các nguồn nguyên liệu, sản phẩm chất lượng trong khi mức giá vô cùng ưu đãi, giúp giảm thiểu chi phí, gia tăng lợi nhuận. Đào tạo hướng dẫn cách làm các món sữa chua trân châu, sữa chua dẻo, cách decor trang trí kem và các kỹ thuật pha chế. Truy cập ngay website tomatovietnam.com hoặc liên hệ hotline 0988 580 240 để được tư vấn chi tiết ngay hôm nay. Liệu rằng đây có phải là lý do mà thiên tài đầu tư Warren Buffett đặt cược tới gần nửa tài sản vào cổ phiếu Apple hay không? Người ta gọi Warren Buffett là nhà tiên tri xứ Omaha. Hiện tại, 43% tổng giá trị danh mục đầu tư của nhà tiên tri đang được dành cho Apple. Khi ảnh hưởng của COVID-19 lên nước Mỹ đang đi vào giai đoạn tồi tệ nhất, thì Tim Cook và bộ sậu lại đón nhận một tin tức hết sức đặc biệt. Giá trị vốn hóa Apple đã lên tới mức đỉnh 1,6 nghìn tỷ đô la Mỹ. Cho đến giờ, vẫn chưa có một gã khổng lồ công nghệ nào khác có thể đạt được con số khủng này. Trong số các cổ đông lớn của Apple có một vị tỷ phú nổi tiếng là Warren Buffett. Hiện tại, cổ phiếu Apple đang chiếm tới 43% giá trị tổng danh mục đầu tư của công ty Berkshire Hathaway do ông này sáng lập. Đây là mức tăng khổng lồ khi vị tỷ phú này mới chỉ bắt đầu đầu tư vào Apple cách đây 4 năm từ đầu 2016. Vào tháng 2, 2020, Buffett đã lên tiếng tuyên bố Apple là doanh nghiệp tốt nhất mà tôi biết trên thế giới này. Và đằng sau lòng tin của nhà đầu tư nổi tiếng thế giới cũng là lý do vì sao các đối thủ phải thực sự lo lắng về những ước đi mà Apple chưa thực hiện. Trước hết, bạn cần phải hiểu rằng đầu tư cổ phiếu là cuộc chơi của tương lai chứ không phải là hiện tại. Hay nói một cách đơn giản, cổ phiếu dù có giá trị lớn đến đâu cũng vẫn là không có nghĩa nếu như bạn không thể bán ra với giá cao hơn giá mua vào. Việc Warren Buffett mua và nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu Apple hiện tại trị giá 89 tỷ đô la Mỹ cho thấy giá cổ phiếu của Apple sẽ vẫn gia tăng. Hay nói một cách khác, ông tin tưởng rằng Apple sẽ còn hùng mạnh hơn nữa trong tương lai. Như vậy thì hiển nhiên rằng nói đến tương lai là nói đến những điều mà Apple chưa làm, hay nói cách khác là những bước đi có thể thực hiện bất cứ lúc nào nhưng lại để dành tới thời điểm thích hợp mới ra đòn. Ví dụ điển hình như có thể kể đến iPhone 6 và 6 Plus. Vào đầu thập niên 2010, nhu cầu dành cho iPhone có màn hình lớn đã ngay lập tức gia tăng sau khi các hãng Android, mà điển hình là Samsung tiên phong trong cuộc chiến phọc LED. Nhưng trong khi Android có kích cỡ 5 inch từ tận 2010-2011, thì Apple còn đợi tới tận 2014 mới có iPhone 4,7 inch. Bạn có thể nghĩ Apple đã chậm chân nhưng sự thật là Tim Cook đã đọc vị thị trường rất chuẩn xác. Trong những năm, từ iPhone 4 cho đến iPhone 5S, người dùng tuy có thể muốn màn hình lớn nhưng vẫn không từ bỏ nhà táo. Doanh số iPhone vẫn liên tục tăng trưởng qua từng năm, phải đợi tới khi nhu cầu càng trở nên gay gắt, Apple mới tung chiêu và ngay lập tức đạt được thành công khổng lồ. Doanh số iPhone cuối 2014 đã tăng vọt, Apple thậm chí còn vượt qua mặt Samsung chiếm lấy vị trí số 1 thị trường. Và rất nhanh, ở vài tháng sau đó, Apple cũng là kẻ đầu tiên cán mốc 700 tỷ đô la Mỹ trị giá thị trường. Rất nhiều những bước đi khác của Apple mang màu sắc tương tự. Khi mà Apple không vội vã tung ra tất cả những gì mình có mà chậm rãi đi từng bước vững chãi. Ví dụ, năm 2020 là một năm chứng kiến Apple trở lại với phân khúc tầm trung cùng với iPhone SE giá 400 đô la Mỹ. Ở mức giá này, iPhone mới nhất cho thấy sức hút đặc biệt của smartphone táo trên phân khúc giá rẻ khi bán được tới 1 triệu máy tại Trung Quốc ngay giữa mùa dịch. Nhưng nếu như chiến lược SE đúng đắn tới vậy thì tại sao Apple lại phải đợi tới 4 năm mới ra mắt sản phẩm 400 đô la Mỹ tiếp theo? Lý do là bởi năm 2017, iPhone X giá hàng nghìn đô vẫn đạt được kỷ lục doanh số. Tập trung vào phân khúc siêu cấp và cao cấp trong những năm tiếp theo là điều hợp lý để tối ưu lợi nhuận. Phải đến khi thị trường smartphone đã thực sự bão hòa và phải đợi đến khi Apple cần đặt mục tiêu doanh số lên trên lợi nhuận, tức là để thúc đẩy mảng dịch vụ, iPhone SE mới nên trở lại. Hoặc từ tự do tính năng cũng là một trong những chiến lược chậm mà chắc của Apple. Chiếc iPhone 11 là một minh chứng cho thấy iPhone hoàn toàn có thể có cục pin lớn và 3 camera. Nhưng Tim Cook đã không tung ra các tính năng này từ thế hệ X hay XS mà phải đợi cho tới iPhone 12, cũng là khi mà thiết kế tai thỏ đã đủ 2 năm tuổi và trở nên quá lỗi thời. Hay nói một cách khác, Tim Cook phải đợi đến khi sức hút thiết kế xuống mức thấp nhất rồi mới tung ra hai tính năng mà người dùng thực sự cần. Sắp tới đây, iPhone 12 cũng sẽ có cảm biến LiDAR phía sau lưng và thiết kế mới hai mặt kính. Chỉ như vậy thôi là quá đủ để duy trì doanh số rồi. Những cải tiến hấp dẫn như là màn hình 120Hz hay là camera dưới màn sẽ còn được để dành cho một tương lai xa. Một lần nữa hãy lưu ý rằng Apple chậm chân không phải vì không thể mà là vì toan tính. Ví dụ như về màn hình chẳng hạn, trong toàn bộ lịch sử iPhone, Apple luôn mua linh kiện từ Samsung. Apple hoàn toàn có thể mua màn 5 inch từ 2011 hay 2012 và dĩ nhiên cũng có thể mua màn hình 120Hz từ 2020 hoặc 2019. Nhưng mà Tim Cook sẽ không làm như vậy, ông sẽ chờ đợi đến đúng thời điểm thì mới tung chiêu. Chính điều này khiến cho Apple trở nên thực sự đáng sợ hơn với các hãng Android.
có rất nhiều điều mà Apple chưa làm, nhưng một khi làm sẽ gây ảnh hưởng mạnh tới Android. Một chiếc iPhone SE sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến doanh số Android cận cao cấp. Những nhà máy Foxconn tại Ấn Độ sẽ khiến thị phần của Samsung và Xiaomi bị ảnh hưởng nặng. Mức giá đầu bảng hạ nhỏ giọt $50 trên năm sẽ giúp thị phần thống trị của Apple trên phân khúc cao cấp ngày càng gia tăng. Đó đều là những điều mà Apple có thể làm và sẽ làm khi cân bằng được tham vọng về lợi nhuận, mục tiêu phát triển chéo hay những toan tính lâu dài khác. Người ta gọi Warren Buffett là nhà tiên tri xứ Omaha bởi ông thường xuyên dự đoán đúng các khoản đầu tư nào sẽ sinh lời dài hạn. Hiện tại, nhà tiên tri số 1 phố Wall đang đánh cược gần một nửa tài sản của mình vào tương lai của Apple. Nếu như Warren Buffett cho rằng tương lai của Apple sẽ tươi sáng hơn, các đối thủ của Apple sao có thể dám chắc rằng tương lai của họ sẽ không u ám hơn đây? Liam, trí thức trẻ độc đáo CV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.